Thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Quảng Nam, Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt đối với nhiều trường hợp vi phạm vì đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook liên quan đến vụ việc một nhóm người tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tại tỉnh Đắk Lắk. Có thể nói những thông tin thiếu kiểm chứng, bịa đặt, phản cảm như vậy được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận. Rất nhiều những thông tin sai sự thật được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, kéo theo đó là những bình luận, lượt like, share. Trong số đó có rất nhiều thông tin mang tính kích động. Thì ngay sau khi cái sự việc xảy ra thì trên không gian mạng cũng đã xuất hiện rất nhiều cái thông tin không chính xác về cái vụ việc. Và những cái thông tin này nó sẽ gây nhiễu loạn cái thông tin trên mạng và nó hoang mang trong quần chúng nhân dân. Thì có thể nói là rất nhiều người cũng đã chia sẻ, tán phát những cái thông tin thiếu chính xác và chưa được cái cơ quan chức năng kết luận. Một phần là do họ thiếu kỳ, một phần là chia sẻ theo cái trào lưu. Thông tin về vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu, Ea Cơ Tu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk đang thu hút sự chú ý của dư luận. Và nếu như người dùng mạng xã hội không tỉnh táo, rất có thể xem đây là những thông tin từ nguồn chính thống. Khi mà vô tình đọc được thì ban đầu những cái thông tin như thế cũng khá là thu hút đối với em. Nhưng mà sau khi đọc lại thì em có những cái nhận định và thấy rằng nó là những thông tin sai trái. Không đọc những trang mà trên Facebook chia sẻ như thế thì cũng không biết là nó chính xác hay không. Nên em chỉ đọc trên những trang hoặc trên những trang web mà chính thống của Việt Nam thôi.